Hello anh em nha, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2024 Càng lột máy cưa bọn em lại xin lên sóng và giới thiệu review cho anh em một lô máy cưa xích mang thương hiệu của Nhật Bãi Nội Địa anh em nha Và trong lô ngày hôm nay toàn những hàng siêu tầm hàng đẹp cho anh em, cho anh em thoải mái sự lựa chọn luôn Có 8 con máy cưa xích nha và đánh dấu ký tự là lô chữ C Và nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em nhé, bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc trước Nên là anh em hoàn toàn yên tâm khi anh em đặt hàng của bên em và hàng tới cho anh em được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng thanh toán anh em nhé và cửa hàng chúng em thì có nhận giao hàng toàn quốc anh em ở đâu cửa hàng chúng em có thể ship được hết anh em ưng con nào trong lô ngày hôm nay ấy, chỉ cần đọc là anh muốn mua cái con C1, C2, C3 cho tới C8 kìa đấy em có đánh dấu cái ký tự là chữ C này này đấy thì để thuận tiện cho anh em khi đặt hàng anh em nào muốn mua hàng nghe thì bảo anh muốn mua cái con C mấy là được anh em đừng nên đọc cái mã máy nhá thì cửa hàng chúng em không biết để phân biệt đâu ạ cửa hàng chúng em lên rất là nhiều video đấy thì chỉ bảo anh muốn mua con C mấy là được anh em nhé và đây là có tờ giấy có dán cái phần tay cầm ở cây máy rồi đây là những cái giá thành của cây máy cửa hàng chúng em công khai trên video luôn Nên là anh em mua bán hoàn toàn yên tâm nha Nói rõ số giá thành của cây máy trên video anh em ưng ừ, Thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng Số điện thoại thì cửa hàng chúng em để dưới màn hình rồi 0354392929 Đấy số đó thì em có sử dụng Zalo luôn nhá Và đặt hàng của bên em thì em sẽ bao ship cho anh em toàn quốc và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji một chiếc rũa và một tô vít chỉnh anh em hiểu hình thức đặt hàng của bên em chưa đấy rất là đơn giản đúng không rồi đầu tiên là con c 1 này Thật ra thì con C1 này thì cả hàng chúng em bán mới cho anh em với cái anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít, anh em với cái tần suất mà sử dụng lâu lâu mới bỏ ra sử dụng. Quá không quan trọng là cái máy gì thì con này nó là hàng máy mới 100% anh em nhé Còn cái từ con C2 cho tới tới C8 kia đây là hàng bãi Nhật. Còn riêng con này thì bán với cái giá cực kỳ rẻ cho anh em một củ 6 rồi. Con này thì công suất to để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác anh em nhé Đấy, con này thì cân nặng nó tầm khoảng hơn 5 kg, 5 kg rưỡi gì đấy, cả lam xích và nữa tầm khoảng 5 kg rưỡi. Con này thì công suất to, công suất 68 cc lần cơ nòng của nó là 45mm có tích hợp chụp giật trợ lực này máy này là máy mới 100 phần trăm cả hàng chúng em đang bán với cái giá là tầm khoảng 2 triệu 2, 2 nhưng mà uh, con này nó là hàng trưng bày nên là cả hai chúng em đang bán xả cho anh em để cho anh em mà sử dụng ít thì lấy anh em nhá máy này máy mũi 100 phần trăm chưa qua sử dụng đâu anh em nên anh em hoàn toàn yên tâm nha 1 triệu 6 bao ship cho anh em này con này thì lam của nó là dài 55 cm theo máy của nó là lam dài 55 cm xích là sử dụng xích 3 bảy uh, xích 72 xích này thì nó là 34 mắt anh em nhá, lốc hợp kim nhôm này, có hàm rồng găm gỗ đầy đủ này, lỗ bô ba cửa xả này. Con này thì công suất lớn để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác đấy ạ, hoặc là anh em nào mà cần một chiếc máy cơ xích công suất to để cho anh em về sử dụng cắt nó thoải mái nhá anh em nhá. Thì con này thì ngàn năm có một đấy anh em. Giá này thì rất là hiếm đấy nhá. Đó. Rồi giật kết tổ cho anh em nghe qua này. Đấy, nếu mà anh em nào với cái tần suất mà sử dụng ít thì anh em có thể lấy cái con này thì về nó là sự lựa chọn quá đứng đắn luôn. Đấy, thì con này thì phụ tùng rất là nhiều, thay thế sửa chữa rất là nhiều anh em nhé Ở chỗ nào cũng có phụ tùng cho anh em luôn, anh em không cần phải lo. Nếu mà anh em sử dụng ít thì anh em nên lấy những con máy như thế này thì với cái giá thành rẻ anh em nhé Đấy, còn nếu mà anh em nào mà với cái tần suất sử dụng nhiều thì có thể lựa những con máy hàm bên trên kia như kiểu Etin 170, Estin Daiwa hoặc là Echo Kerit kia nhá. Rồi đầu tiên, à tiếp theo là con C2 là một con máy cưa hàng cửa hệ mini Mini nhỏ gọn anh em nhé Hàng này thương hiệu Tananka, dòng này nó là dòng cưa tay cụt Để chuyên cho anh em nào mà cần một chiếc máy cưa xích mini nhỏ gọn Cân nặng chỉ tầm khoảng hơn 3kg Anh em về leo trèo trên cao cắt tỉa cành, tỉa nhánh anh em nhé Đấy, con này thì lam của nó là mặt cắt là còn 35 Còn tổng thể độ dài là 40 anh em nhé 40cm, còn phần mặt cắt còn lại là 35 Có núm sang phụ đầy đủ cho anh em này làm là nó vậy là với cái con máy mini là lam này là khá là dài để cho anh em cắt nó rất là thoải mái rồi. Đấy, thấy không? Còn về một con máy cơ xích và máy này thì nó quá là đẹp luôn anh em nhá. Tem mát hầu như là còn chuẩn chỉ này thương hiệu Tananka công suất này công suất to anh em nha. Như con máy mà hàng hàng máy mới hàng tàu bây giờ đấy anh em. Thì bây giờ công suất nó chỉ có hai mấy cc thôi anh em nha, còn riêng con này thì công suất lên đến 33 cc lần cơ rất là to rất là khỏe cho anh em nòng của nó là 38 mm đang bán với giá 1 triệu 8 anh em nhé anh em nào mà thích một chiếc máy cơ mini để cho anh em leo trèo trên cao cắt tỉa cành cây nhánh này đấy hoặc là anh em nào mà lớn tuổi rồi thì không cầm được những con máy to thì có thể lấy con máy nhỏ này anh em nhé một triệu 8 bao ship cho anh em ok chưa rồi vâng và nếu mà anh em nào mà vẫn kích thích cái dòng tananka đây thì hôm nay lại lên cho anh em một con tan ca tiếp con này là nó hệ cơ tay dài đấy con này là hệ cơ tay dài công suất cũng 33 cc đường kính chai bít tông là 38 mm, anh em nha con này thì cân nặng chỉ tầm khoảng 4 kg 4 kg về phù hợp cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại 20 cm đường kính khung gỗ đổ lại anh em nhé con này thì để cho anh em về sử dụng gia đình Uh, nhỏ nhẹ cho anh em sử dụng gia đình nhá. Con này thì không phải là máy to đâu anh em, con này là máy nhỏ anh em nhá, cân nặng khoảng 4 kg thôi nha. Con này thì giá 1 triệu 9 này, 33 cc made in Japan. Hàng này hàng của Nhật Bãi đấy ạ, thương hiệu Tanaka, máy móc tình trạng quá đẹp luôn anh em nhá. Tình trạng đẹp 8 90% luôn, Lam thì còn chữ luôn này anh em. Xích sử dụng xích mini, làm 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, có núm mút sang phụ đầy đủ này. Con này thì thiên cho anh em về sử dụng gia đình, cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại nhá. Anh em nào sử dụng ít thì lấy con này cũng được. Đấy về cắt củ đồ linh tinh ấy hoặc là đi là làm vườn làm rẫy anh em nào mà đi làm vườn làm rẫy ấy, cần một chiếc máy cưa nhỏ sách đi gọi như cắt cành cà cành đồ linh tinh đúng không đấy nhỏ nhẹ luôn đó. nó rất là nhỏ nhẹ luôn anh em sử dụng con này thì hết chê luôn rồi mà dòng này thì nó là cực kỳ bền và phụ tùng con này thì nó là hệ hệ đời mới nên là phụ tùng rất là nhiều nhá anh em không cần phải lo đâu ạ rất là nhỏ nhẹ anh em nhá đây là đổ nhớt để bôi trơn lam xích này đây nó có ký hiệu cái chữ xích ở đây này còn bên trên này là đổ xăng pha nhớt anh em nhé anh em lưu ý giúp cả hai chúng em còn nếu mà anh em nào mà chưa biết cách sử dụng của cây máy nói chung là chưa sử dụng máy cưa bao giờ ấy thì anh em hãy hàng đến anh em hãy gọi video của, của, trực tiếp qua zalo cho cả hai chúng em thì cả hai chúng em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách sử dụng cây máy cũng như là vận hành của cây máy ra sao anh em nhé tránh tình trạng anh em đoán mò thì nó anh em không biết cách sử dụng ấy ạ thì nó sẽ làm rất là hư hại cái máy thì anh em hãy gọi zalo cho cả hàng chúng em thì nó có chức năng gọi video đấy ạ như kiểu gọi facebook của tinh nhá ở bên zalo nó cũng thế nên là anh em có thể gọi qua zalo cho cả hàng chúng em nhé hoặc là anh em nào mà không có sử dụng zalo thì có thể nhờ cái người giao hàng đến nhà cho anh em nhé thì vui lòng gọi video qua zalo cho số điện thoại của chúng em thì cả là người ta biết anh em nhé rồi qua con C4 là một con máy cưa Matthew Maruyama Con này thì cũng là dòng cưa tay dài Tay dài cho anh em sử dụng gia đình đây anh em Giá là 2 triệu đồng Và đặc biệt con này thì nó có hệ thống thắng khóa xích anh em nhé Thắng khóa xích Công suất cũng 33cc Đường kính chai bít tông là 38mm Có núm mương sang phụ này Lam của nó là dài 40cm Phần mặt cắt còn lại là 35 Sử dụng là xài xích mini Bán trên thị trường cực kỳ nhiều Dòng này nó là hệ đời mới luôn này anh em đến nữa hỏng hóc thay thế phụ tùng thay thế rất là nhiều anh em không cần phải lo toan đấy đây mang ma mc 330 ba đây anh em đấy nòng à, bitter à, quên bô của nó này anh em nhìn bô còn sáng keng sờ beng luôn anh em nhé con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại hoặc là anh em về cầm làm vừa làm rẫy cân nặng khoảng 4 kg Đấy, cắt tỉa cành tỉa nhánh anh em làm vừa làm rẫy hoặc là cắt củ nấu rượu đối đi tinh anh em nhá anh em sử dụng ít dăm bữa nửa tháng bỏ sử dụng một lần Thắng xích khóa xích đầy đủ hết anh em nhé Thấy không Còn thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ Rồi C4 giá 2 triệu đồng anh em nha Rồi qua con C5 Là một con máy cưa mang thiệu Makita Con này thì nó cũng tương đương như con C4 thôi Nhưng mà con này thì nó là khác hãng anh em nhé Con này thì Makita Và đặc biệt con này có trục giật trợ lực cho anh em này cái chụp giật trợ lực này thì nó có tác dụng cho anh em giật rất là nhẹ nhàng, công suất thì là 33 cc đứng kính trên bít tông 38 mm luôn. Mini cho anh em sử dụng gia đình anh em nhé cân nặng khoảng tầm 4 kg, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. ai có núm vương sang phụ đầy đủ này, có chụp giật trợ lực này, có uh, uh, thắng xích khóa xích, có núm vương sang phụ này. Lam con này thì nó là dài 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Con lam này thì tình trạng có nước sơn thì còn khá là ok, chưa có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả, có chóc sơn một tí ở chỗ này thôi không ảnh hưởng gì cả và đặc biệt còn tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này xích sử dụng là xài xích chung 91 bán trên thị trường cực kỳ nhiều xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện đấy ạ đấy con này thì về phù hợp cho anh em cắt những cú gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đủ lại anh em nhé có chụp giật trợ lực công suất 33 cc đấy về làm vườn làm rẫy cắt uh, cắt củi nấu rượu đồ linh tinh hoặc là anh em sách đi làm vườn cân nặng khoảng 4 kg máy cưa mini cho anh em sử dụng gia đình nha anh em nhé đó <laughs> rất là nhạy nổ luôn cái dòng này, này nó, nó thiết kế cái chụp giật trợ lực nên là anh em chỉ cần kéo dứt khoát là nó sẽ nổ anh em nhá anh em không cần phải dùng sức luôn nó ăn tiền là cái chụp giật trợ lực đấy anh em và dòng này thì nó là nhà Makita và cái thương hiệu Makita này thì nó là quá là bền bỉ rồi anh em đúng không đấy hàng này không phải Makita nhái đâu nha chính hãng nhà Makita và dòng này rất là hàng của Nhật Bãi anh em nhé đấy hàng của Nhật Bãi và dòng này thì phụ tùng tay thấy rất là nhiều anh em không cần phải lăn tăn đó C6 là một con máy cưa hệ nòng đứng này Con này thì nó là dòng nòng đứng nha anh em nhé Kyorit 3201 công suất 34cc Con này thì cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp này Anh em nào mà sử dụng gia đình Cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20, 25 hoặc là 30cm đổ lại Đường kính khúc gỗ nhé Nhưng mà với cái tần suất anh em sử dụng nhiều Thì anh em nên lựa những con máy như thế này Đấy, dòng này thì nó là hàng cực kỳ chất lượng cho anh em rồi Hàng này thì nó là hàng phân khúc cao cấp cho anh em nhé Có chụp giật trợ lực này Đấy, con này thì sử dụng là uh, đây Made Japan này. Anh em nhìn giờ mã số ký hiệu đồng hoàng nhá. C6 giá 2 triệu 6, máy móc tình trạng này. Mã mẫu mã quá đẹp cho anh em luôn. Đấy, con này thì công suất của con này là 34cc. Có núm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Con này thì lam 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 luôn. Đây và có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam, lam xích nguyên zin của nó nhá. Xích này xích 91 rất là còn đẹp nguyên anh em và con xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều không cần phải lo. Chị Echo còn nguyên này. Đấy, 2 triệu 6 Con này sử dụng hai ốc chân lam nhá Đấy, ốc chân lam, máy móc tình trạng này Không có bể vỡ gì cả luôn Chụp giật trợ lực nhá Thấy không, một con máy tình trạng khá đẹp cho anh em đấy Anh em hết chê Thấy không? Giật rất là nhạy nổ cho anh em luôn và con này tình trạng mẫu mã khá là mới luôn anh em nhìn tem mát còn y nguyên luôn. Hàng của Nhật Bãi anh em nhé Anh em thấy không? Quá đẹp luôn, nhìn phần mặt tiền của nó này, bô biếc này. Làm xích này. Đấy, thắng xích khóa xích có sử dụng đầy đủ hết nhá. Có sử dụng thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết này. Đấy. Hai củ 6 cho con này, tình trạng máy móc tình trạng đẹp 8 90% cho anh em luôn. Rồi qua con C7 là một con máy cưa đến từ nhà sin Daiwa Con này thì nó lại chức năng thì không có nhiều Chức năng như chụp giật không có này đúng một sang phụ không có này Nhưng mà đặc biệt cái con này thì nó là nuôi đồng cùi đá Anh em nó thích bền bỉ thì hãy lựa cho em con này Đó, Chức năng thì không có nhiều anh em nha Đấy, Chức năng nó cắt giảm rất là nhiều Không không có nhiều chức năng nhưng mà nó nuôi đồng cùi đá thôi anh em Và đặc biệt nó sử dụng lốc hợp kim nhôm ấy anh em nhé Con này thì nó sử dụng lốc hợp kim nhôm này Giá bán 2 triệu 750 hàng thương hiệu đai qua Thương hiệu Shin này có lẽ là các bác ở dưới ngã miền Tây có lẽ là ưa chuộng nhất bởi vì dòng này cái vòng tua của nó này. Em nói về ưu điểm trước nhá. Ưu điểm là con này thì vòng tua cao. Đấy, khỏe. Đó và tiết kiệm xăng, bền nữa. Còn cái nhược điểm của nó ấy, thì nó sẽ không có cái chức năng gì cả giống như ở trùng giật trợ lực thì không có này, núm xăng phụ không có này, thắng xích khóa xích sử dụng không có này. Đấy. Nó chỉ thế thôi. Còn anh em muốn bền thì hãy lấy lựa chọn con này. Lam con này thì dài 45 cm luôn anh em nhá. Dài 45 cm phần mặt cắt còn lại là 40. Anh em là thích bền thì hãy lựa cho em con này thì về cho anh em cam kết cho anh em sử dụng cực kỳ bền luôn. <laughs> Hai ốc chân lam này bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đặc biệt nó sử dụng lốc hợp kim nhôm nên là nó chịu nhiệt rất là tốt. Đấy. Rồi giờ tiết nổ cho anh em nghe qua. <laughs>

anh em nào mà thích bền thì hãy lựa chọn cho em lấy những cái con máy như thế này và con này thì cái cái công suất để cho anh em về phù hợp cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại nhá. Nhưng mà với cái tần suất anh em sử dụng nhiều một ngày làm 8 9 tiếng liên tục thì những con máy này mới đáp ứng được đủ nhu cầu cho anh em. Đúng rồi. Cuối cùng là một con C8 này, C8 là một con máy cửa Stin MS170C tình trạng đẹp 90% cho anh em luôn. Hàng này thì nó là hàng bãi của Đức anh em nhá. Đấy, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Dòng này là 170C nhá tin hàng của Đức. Anh em nào am hiểu về máy cưa ấy, hoặc là anh em xem nhiều về máy cưa, tìm hiểu về máy cưa thì không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Thương hiệu này nó là top một thị trường tại Việt Nam nhá. Đây. Sử dụng hai ốc chân lam này, máy móc này đẹp xuất sắc luôn nhá. Lam con này thì nó là phần mặt cắt là đây em cũng không biết là bao nhiêu phân nhưng mà ướm thì nó khoảng tầm hơn gang tay một tí xíu chắc khoảng 30 cm phần mặt cắt. Đó, mặt tiền của nó đây. Anh em nhìn phần bô này quá đẹp đúng không? Đấy, máy móc này, ốc ác này. Còn trắng phau luôn anh em nhé Máy này hiện tại ấy, nếu mà những con máy đẹp như thế này em cam đoan cho anh em luôn ở cửa hàng khác đang bán tầm khoảng 3 triệu tư ba triệu rưỡi. Nhưng mà cửa hàng chúng em ấy máy đẹp bán giá bằng máy xấu. Khóa xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Anh em thấy không? Máy đẹp nhưng mà giá bán bằng máy xấu. Anh em thấy ok cho anh em. Hàng này thì công suất là ba nòng 37 mm và công suất của con này nó là 32 cc nhá. triệu 300 ngàn nha anh em nhá Con này thì bao ship cho anh em tới tận nhà Máy móc tình trạng đẹp như video luôn anh em nha anh em là ưng thì có thể liên hệ cho cả hai chúng em rồi và vừa rồi cả hai chúng em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cơ xích mà cả hai chúng em vừa mới dọn rửa xong anh em ưng con nào thì liên hệ cho cả hai chúng em nhé xin chào toàn thể anh em